cắt trực tiếp cái đôi giày của G2 thì review cũng đã nhiều rồi. Nay mình sẽ cắt trực tiếp cái đôi giày của G2 nó sẽ khác như thế nào so với giày của hãng khác anh em nhá. Giải phẫu cái đôi giày Chanky Derby của nhà G2 anh em nhá. Thì đầu tiên mình sẽ test tách cái phần da và phần đế ra trước cho anh em mình cùng xem nhá. Sau một cái thời gian mình dùng dao ấy, mình cắt cái phần đế cũng như cái phần da ra ngoài, anh em có thể nhìn thấy đây. Bây giờ mình sẽ test cái phần đế này bằng những cái dụng cụ khác để xem cái độ bền cũng như cái độ cứng cáp của cái đôi giày nó sẽ như thế nào anh em nhé. Giữa chính giữa này sẽ có một cái miếng thép form để giữ form của đôi giày, giúp cái form của đôi giày nó được đẹp cũng như là giữ form được lâu hơn anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ test cái phần đế cao su này bằng lửa nhé. Nếu mà đây là đế cao su thật cũng như là đế cao su đúc thì nó sẽ cháy anh em nhé. Thì đây là cái quy trình test cái phần đế cũng như là kiểm chứng cái phần đế xem cái phần đế nó có cứng cáp, có phải là làm từ đế có su đúc hay không. Bây giờ mình sẽ chuyển sang test cái phần da của cái đôi giày Chanky Derby này anh em nhá. Bây giờ mình sẽ test cái phần da này trên lửa bởi vì để xem cái miếng da này nó có chịu được nhiệt cũng như là tốt không. Sau khi mình test qua lửa với cái phần miếng da này, anh em có thể nhìn thấy này, miếng da này nó chỉ mềm ra thôi chứ nó không bị cháy cũng như là bị đen. Đây là một trong những cái cách test da để phân biệt đó là da giả hay là da thật anh em nhé. Thì trên đây là một cái bài test về cái độ bền cũng như là cái độ chất lượng của sản phẩm giày của bên nhà G2 để cho anh em mình biết. Hãy cùng follow G2 để biết thêm nhiều kiến thức hay về giày anh em nhá. Bye bye tất cả anh em.